Bác này bác ấy hỏi là PI40 đâu? PI40 đây bác nhá. Đây là cái bếp PI40. Bên em có hai loại, đây là loại cốt đồng này, đó. Và một loại cốt hợp kim. Đây. Hợp kim. Nó màu vàng nhưng mà ở trong nó là cốt hợp kim bác nhá. Thì cái bếp PI40 của bên em ấy là cái bếp PI40 đã được cải tiến. Đây, đã cải tiến là như thế này. Khi mà các bác muốn cái này quay tròn ấy thì các bác xoáy cái đít này lên này, đây quay gần cho các bác coi nhé, đây xoay cái này lên, được chưa ạ, thì nó sẽ quay tròn, đây quay cao lên này, đó quay cái xoáy cái ốc này lên thì nó sẽ quay tròn, đấy, xoay tròn, được chưa ạ, vẫn chưa xoáy đủ, xoáy cao lên tí nữa, thì đấy thì vậy thì nó sẽ quay tròn, đó. Còn khi mà mua các bác muốn chỉnh góc, chẳng hạn như bác muốn chỉnh góc từ góc này đến góc này, hoặc là góc lớn hơn thì góc này sang với góc bên này, thì cái thanh màu, cái thanh đen này nó có thể di chuyển được, đây này bác nhìn này. Đó, nó có thể di chuyển được, được chưa ạ, thì các bác muốn là nó chỉnh góc từ góc này đến góc này thì các bác xoáy cái này xuống, mạnh xuống đấy, như vậy thì nó sẽ cấn góc ở đây đó. Đó, như vậy là nó đã chỉnh góc ở trong cái góc góc này bác nhé, và cái này có thể di chuyển được cái góc này rộng ra bác nhé. Và nếu như bác nào muốn cái cây bếp PI40 á thì ở bên em đã có bộ cần xẻ tia như này, đây cái này dùng để xẻ tia từ trong ra đến tầm trung, và cái cần này thì xẻ tia từ tầm trung ra đến tầm ngoài, nó luôn luôn là bên em sẽ được tặng theo một bộ cái cần xẻ tia và một cái họng sơ cua cộng với một con cà rá nữa bác nhé. Đó, con cà rá này là chuyển xuống ống 49 bác nhé. Cái cổ ren của nó là cổ ren 60 để chuyển xuống ống 49 là qua con cà rá này. Và đây là cái loại cốt hợp kim, thì cái chỗ đuôi này á, thì bên em đang là tháo đi cải tiến. Các bác cũng có thể cải tiến được nhé. Đó, còn cái cây nguyên bản ấy thì nó không có cái cần xẻ nước này. Đây nó như thế này. À, bên trên này nó không có cần xẻ nước đây nhé bác nhé. Chỉ có bên em mới có sản xuất cái cần xẻ nước này thôi. Và cái cách cải tiến này cũng rất là đơn giản, em chỉ cho các bác cải tiến luôn nhé. Các bác cái thanh đuôi này nó dài này. Các bác cắt ngắn đi, các bác hàn vào đây một con ốc, xoáy lên xoáy xuống, và chỗ này có một cái lò xo. Tác dụng của cái lò xo này là nó để nó khỏi bị tụt, nó có đập nó rung ấy thì nó khỏi bị tụt xuống, nó cắn cái góc chỉnh góc này. Mình đang quay tròn thì nó đập xuống, nó tụt, nó cắn cái chỉnh góc bác nhé. Đơn giản vậy thôi. Nếu bác cần tư vấn thì hãy để lại bình luận bác nhé.